chung với thế dân mình, ta kết chung tay xây ngôi nhà, nhà Việt Nam kiều bào xa quê hương mình nhớ. Bằng một bề tay con giáo dân tộc, rằng thầy thánh dân chú trang nghiêm, con đường đổi mới xây dựng tổ quốc Việt Nam. Chúng ta ủy ban nhân dân quận lên tặng hoa chúc mừng cho đội quân nhà, xin trân trọng kính mời ông.